ngày 12 tháng 10, trên mạng xã hội sinh ra một clip quay cảnh hai người đàn ông, một người đi xe máy đến phía bên ngoài hàng rào tôn chợ còn tạm, người đàn ông còn lại cầm đèn pin đi sau. Sau khi soi đèn pin quan sát xung quanh, người đàn ông này ngồi xuống bên ngoài hàng rào tôn bảo vệ chợ rồi châm lửa đốt, chỉ trong vài giây, ngọn lửa đã bùng lên như đốt xăng, dầu. Ngay sau đó, người đàn ông này lên xe máy người đàn ông đến trước đợi sẵn rồi rời khỏi hiện trường. Ngọn lửa mau lẹ bùng lên. Clip trên được cho là quay bởi camera của cửa hàng bán xe máy Đức Anh một đối diện chợ còn tạm. Làm việc với lao động, vị đại diện cửa hàng bán xe máy Đức Anh một xác nhận camera của cửa hàng đã quay được cảnh như trên, thời gian ngọn lửa bùng lên bên ngoài trùng với thời gian chợ còn tạm bị cháy. Tuy nhiên, con số thời gian hiện lên màn hình không đúng đắn vì lỗi thiết đặt phần mềm. Theo vị này, ngay sau đó cơ quan công dụng đã đến ghi lại đoạn clip trên từ máy chủ. Cơ quan công dụng đã tạm giữ một người đàn ông nghi là thủ phạm gây nên vụ cháy. Vụ cháy chợ còn tạm xảy ra khoảng từ 0 giờ đến 2 giờ đêm 2 tháng 10. Do cháy vào đêm hôm nên công tác chữa cháy không được triển khai kịp thời. Toàn bộ 232 gian hàng, kiosk của 162 hộ kinh hải doanh và nhiều tài sản, hàng hóa, máy móc trị rách mức hàng chục tỷ đồng của tiểu yêu mến và chủ đầu tư bị thiêu rụi. Lực lượng phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa cố gắng dập tắt đám cháy. Ảnh Quách Du. Vụ cháy khiến hàng trăm hộ tiểu yêu mến rơi vào khốn khó. Họ đề nghị chủ đầu tư là Tổng công ty Yêu Mến Mại và thành lập Đông Bắc và các cơ quan công dụng phải có nghĩa vụ chia sẻ thiệt hại và sớm có phương án tổ chức kinh hải doanh trở lại. Ông Hoàng Tuấn Anh, ban quản lý chợ Còn, cho biết lãnh đạo Tổng công ty đã họp bàn với tiểu yêu mến về phương án khắc phục thành quả vụ cháy sau khi được công an bàn giao lại mặt bằng như dọn vệ sinh môi trường khu vực cháy chợ trong 5 ngày, thành lập hoàn thiện chợ tạm thế hệ trong vòng 30 đến 40 ngày. Chợ tạm thế hệ sẽ được xây trên diện tích 2,0 mét vuông, đảm bảo cho 200 quầy hàng, những hộ không đăng ký chợ tạm thế hệ vẫn được bảo lưu vị trí khi chợ chính xây xong, bước đầu cung cấp kinh hải phí sau hỏa hoạn cho các hộ tiểu yêu mến từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Vụ cháy chợ khiến bà con tiểu yêu mến điêu đứng. Ảnh Quách Du. Theo đơn vị này, có kẻ xấu cố tình đốt chợ nhằm gây thiệt đơn thiệt kép cho tiên và có thể do ganh tị trong làm ăn. Đơn vị này đã viết đơn tố giác tội phạm. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tỉnh Gia cho hay, huyện đã và đang tích cực phối hợp với cơ quan công dụng làm rõ rệt nguyên nhân, nếu có kẻ cố tình đốt chợ sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Nếu có kẻ cố tình đốt thì quá nhẫn tâm với tiểu yêu mến chúng tôi chị nợ. Tờ kinh hải doanh tại chợ Còn từ năm 1999 bức xúc nói.